Kỷ nguyên hải tặc, game One Piece chuẩn nguyên tắc, cam kết tính năng độc quyền, update không hồi kết, tải game ngay, kỷ nguyên hải tặc.com. Những yếu tố giúp đối thủ của Luffy khai thác dạng thức tỉnh thần Ika. Xin chào 500 anh em của kênh Sam Soi One Piece. Chúc anh em một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc thật hiệu quả nhá. Có lẽ đến bây giờ, nhiều fan hâm mộ One Piece vẫn không thể tin được rằng trái Gomu Gomu ban đầu tưởng côi bắp mà nay lại có một cú chuyển mình lịch sử, khi thực chất là trái Hito Hito Model thần mặt trời Nika. Từ một trái Paramecia bình thường mà nay đã được gọi là Doan thần thoại. Chưa kể, đây còn được nhận định là trái quỷ tối thượng mà người dùng tiền nhiệm giỏi bói từng sở hữu. Nó ban cho người dùng quá nhiều năng lực bá đạo trên từng hạt gạo. Thậm chí, phải có cả một series riêng bên mình để bàn luận về sức mạnh hình dạng game phim này của Luffy. Nhưng liệu rằng sức mạnh thần mặt trời Nika có bất khả xâm phạm? Không một kẻ nào có khả năng ngăn chặn được nó ư? Chưa chắc. Vì nếu thế thì rõ ràng Luffy quá ao trinh so với phần còn lại mất rồi, thì bộ truyện còn đâu tính hấp dẫn nữa. Chắc chắn, trái Nika sẽ có một vài điểm yếu và các đối thủ của mũ rơm hoàn toàn có thể tận dụng nó để chiếm được một chút lợi thế khi đối mặt trực diện với Luffy. Vậy thì trong ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu xem những phẩm chất, sức mạnh nào sẽ là khắc tinh của trái quỷ thần mặt trời Nika nhá. Bắt đầu thế nào? Một, những vật sắc nhọn. Kiếm sĩ là những nhân vật có thể tung đòn tấn công sắc bén, luôn là khắc tinh của Luffy. Ngay từ đầu, mũ rơm đã có thể chống lại những đòn tấn công bằng súng đạn một cách dễ dàng nhờ cơ thể đan hôi của mình. Nhưng cậu lại chưa có khả năng chịu được những đòn tấn công sắc bén. Khi đạt được trạng thái Gear Flip, điểm yếu này của Luffy vẫn tồn tại. Bởi vậy, những kiếm sĩ mạnh như Sanh hay Mihawk hoàn toàn có thể tận dụng điểm này để tấn công và đánh bại Luffy. Bên cạnh đó, những kẻ khác cũng có thể tung đòn tấn công sắc bén, cũng là mối đe dọa với cậu. Gear Flip chỉ ban cho Luffy thứ sức mạnh vô lý, còn những ưu nhược điểm của sức mạnh cũ vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Nên dù có lên trạng thái thần đi nữa, thì những thứ sắc nhọn vẫn là điểm yếu cố hữu của cậu. Hãy giả dụ nếu như Kaido không dùng chùy, thứ vốn gây sát thương dựa vào sức lực của người sử dụng. Đây là món vũ khí bị khắc chế cứng bởi năng lực của Luffy. Ban đầu Kaido còn cho cậu đó ván được, một phần là bởi búp Haki. Nhưng đến khi cả hai có sự tương quan đồng nhất về Haki, cũng như Luffy thức tỉnh, thì cái chùy của Kaido đánh nữa, chứ đánh mãi cũng vậy. Do bản chất đã không phải là khắc chế khả năng co giãn của mũ rơm như đao, kiếm. Mình tin rằng với một đòn tấn công mạnh tương đương, Kaido mà dùng kiếm thì Luffy không tránh né kịp thì chỉ có lên đường đoàn tụ với Ace mà thôi. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là cứ kiếm hay đao là Luffy sẽ sợ. Người sử dụng cũng phải có trình độ tầm cỡ ngang cơ với cậu, hay nói thẳng ra là phải ở đẳng cấp tứ hoàng và thành thục cả ba loại Haki nữa nha. Và hiện tại với mình, Sanh hay Mihawk là hai người hội tụ đủ khả năng đó. Chẳng cần phải trái quỷ, nhưng Haki của hai người chắc chắn đều là cấp cao và có thể đánh ngang phèo, thậm chí nhìn hơn Gear Flip của anh lùn nhà ta cũng nên. 2. Sử dụng nhiệt. Luffy khá lấp vế với những đòn tấn công bằng lửa hay magma. Những kẻ thù sở hữu sức mạnh này thường có cơ hội qua mặt Luffy, trong đó phải kể đến Akainu, một kẻ đáng gờm đối với mũ rơm. Với sức mạnh magma, Akainu hoàn toàn có thể tấn công Luffy ở dạng Gear Flip. Bên cạnh đó, Sakazuki cũng được cho là đối thủ mạnh của Luffy. Với năng lực ác quỷ của mình, hắn hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho Luffy trên hành trình trở thành vua hải tặc. Còn nhớ ở cuộc chiến tại tổng bộ hải quân, đúng là lúc đó Luffy còn non trẻ, nhưng dù gì thì nhiệt lượng chính là kẻ thù cực lớn của cao su. Akainu tấn công phát nào là gần như chỉ cần dính đòn, Luffy sẽ bị đoạt mạng phát đó. Nhìn chung, có thể nhận thấy lên Gear Flip và trải qua 2 năm tập luyện, cậu đã bền bỉ và lì đòn hơn rất nhiều. Thế nhưng trước sức nóng và trình độ hủy diệt mà magma mang lại, mũ rơm sẽ rất khó đối phó. Nhiệt độ cao từ những đòn tấn công là một chuyện, chưa kể khi thức tỉnh việc biến đổi môi trường xung quanh thành biển lửa và việc phải chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt như thế cũng càng lộ rõ điểm yếu chết người của trái quỷ cao su trước đây. 3. Có sức bền cao. Trạng thái Gear Flip của Luffy dường như có giới hạn sử dụng cũng như Gear Second, Gear Third hay Gear Fourth. Thời lượng sử dụng của cậu cũng chỉ có hạn mà thôi. Trong chapter 1045, Luffy đã bất ngờ thoát ra khỏi trạng thái Gear Flip và biến thành một ông già nhăn nheo. Sau đó, nhờ tiếng trống của sự tự do, nhịp tim của mụ rơm đã khôi phục trở lại và duy trì trạng thái Gear Flip một cách bền bỉ hơn. Điều này cho thấy rằng nếu cuộc chiến diễn ra quá lâu, Luffy có thể bị đăng xuất ra khỏi hình dạng Gear Flip một lần nữa. Vì vậy, những kẻ thù có sức bền cao và kiên cường có thể gây rắc rối cho Luffy. Trong đó phải kể đến Akainu và Dấu Đen. Nhớ lại trước đó, Akainu đã từng đánh với Kuzan 10 ngày 10 đêm liên tục và cuối cùng giành chiến thắng. Tính đến thời điểm hiện tại, Akainu chắc chắn đã mạnh lên rất nhiều.
Còn nhớ ở những lần sáng tạo ra dạng mới, Luffy thường hay áp đảo ở những phút đầu tiên. Thế nhưng càng về sau, điểm yếu chí tử về thể lực càng lộ rõ. Trận chiến với Roshi khi cậu quá lạm dụng Gear Second hay Doffy trong trạng thái Gear 4, Bondsman, Katakuri Gear 4, Snakeman. Đến một khoảng nào đó, cậu thường cạn kiệt Haki và gần như không thể chiến đấu trong một khoảng thời gian. Rất may là những đối thủ trước đây của cậu đều là quân tử, không thừa nước đục thả câu. Chứ thử hỏi, nếu là một kẻ tàn nhẫn như Akainu hay gian manh như dâu đen, liệu chúng có bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này hay không? Luffy rất lì đòn và có ý chí quyết tâm cao. Điều này làm nhiều bạn lầm tưởng rằng cậu có sức bền tuyệt vời. Chiến đấu với những kẻ ngang cờ thì Gear 5 sẽ ngốn của cậu rất nhiều sức lực. Và nếu không phân bổ hợp lý, việc bị đánh bại dù có sở hữu dạng thần thánh đi chăng nữa cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ. 4. Ý chí. Một trong những yếu tố làm nên thành công và danh vị tứ hoàng của Luffy ngày hôm nay chính là nhờ vào ý chí sắt đá của cậu. Luffy luôn chiến đấu hết khả năng của bản thân và gần như không có từ bỏ cuộc trong từ điển cá nhân của mình. Ngay chính sức mạnh của trái Nika, như chính tác giả Oda đã xác nhận là không có giới hạn. Thứ duy nhất giới hạn sức mạnh này chỉ có trí tưởng tượng. Vậy tức là một trong những cách khiến cho Luffy không phát huy được hết khả năng của mình chính là đánh vào tâm lý của cậu, không cho Luffy có được một tâm lý thoải mái. Cùng với chẳng thể nào bung xóa được trí tưởng tượng thì Gear 5 dường như trở nên vô hại. Một kẻ có khả năng thao túng tâm lý hay chọc ngoáy cảm xúc khiến đối thủ mất cảnh giác, mất tập trung như cái cách mà Akainu làm với sư vậy. Một chiêu khích tướng hoặc gợi nhắc nhẹ về nỗi đau mất đi người anh trai Ace cũng có thể là một cách hay để tấn công tâm lý Luffy. Chả ai biết được liệu Oda có cho một trái quỷ mang sức mạnh thao túng tâm lý đối thủ hay không. Xuất hiện trong thời gian tới, trái ác quỷ này sẽ là khắc chế cứng của những nhân vật dựa vào ý chí để chiến đấu như Luffy. Những nhân vật như Insama hay Ngũ Lao Tình biết đâu được lại sở hữu năng lực này cũng nên. Ai cũng biết, Mu Dâm không phải là một người lý trí, cậu thường có nhiều quyết định cảm tính hơn nên càng có nguy cơ sập bẫy tâm lý này. Các đối thủ của cậu chắc chắn sẽ nghiên cứu rất kỹ để tận dụng triệt để điều này. 5. Vô hiệu hóa trái quỷ. Nếu nhìn vào các yếu tố bên trên thì ta có thể thấy dâu đen gần như có hết. Nó ngầm khẳng định hắn sẽ là đối trọng chính của Luffy trong tương lai gần. Khi hội tụ đủ mọi yếu tố để chống lại trái quỷ thân Nika của Luffy và vô hiệu hóa năng lực trái quỷ tiếp tục là một trong những khả năng tạo nên lợi thế cực lớn khi phải giáp lá cà với Nika. Sở hữu trái Yami, dâu đen được biết đến việc vô hiệu hóa các trái quỷ bằng cách chạm vào đối thủ của mình. Thực sự Yami chính là trái quỷ được chọn để đối đầu với trái Nika của Luffy. Một bên là mặt trời ánh sáng của sự tự do, bên còn lại là bóng tối, một trong những trái quỷ mạnh nhất thuộc hệ Logia. Dâu đen đã có một số lần thể hiện sức mạnh của trái bóng tối cho chúng ta chiêm ngưỡng từ trái Mera của Ace, hay cú đấm hủy diệt từ trái chấn động của bố già cũng hoàn toàn bị vô hại khi dâu đen sử dụng năng lực của trái Yami thao túng. Chưa biết được rằng Nika, một trái quỷ thần thoại có ý thức, liệu miễn nhiễm với sức mạnh của trái quỷ khác hay không? Với mình thì nhiều khả năng trái Yami sẽ là một trong những trái hiếm và nó chấp cả đối thủ là thân mặt trời đi nữa, thì nó vẫn có thể vô hiệu hóa như thường. Đây tiếp tục là một trong những vấn đề mà Luffy phải giải quyết triệt để, vì chắc chắn cậu không thể ỷ lại hay dựa hoàn toàn vào trái Nika để chiến đấu được. Haki có lẽ sẽ là thứ khả năng nhất để giúp cậu rèn rũa khi đối mặt với các đối thủ có những phẩm chất khắc chế cứng sức mạnh Gear 5. Trên đây là những yếu tố với cá nhân mình sẽ là khắc chế được phần nào sức mạnh của trái Nika, một trái hệ doan thần thoại được xem là trái quỷ mạnh nhất từng xuất hiện trong bộ truyện One Piece. Các bạn thấy sao về những yếu tố này? Còn những khía cạnh nào của Gear 5 mà các đối thủ có thể khai thác từ Luffy hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Như thường lệ sẽ là chuyên mục góc comment. Câu hỏi của bạn Io, thuyền trưởng Sam Soi, câu hỏi dành cho Sam Soi hiện tại, One Piece sẽ được ai tìm ra? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng mình. Đây thực sự là một câu hỏi rất thú vị. Đến nay thì đã có rất nhiều giả thuyết được đặt ra về kho báu One Piece và những người đang nhằm nhè tới nó. Với cá nhân mình, một cái kết dễ đoán đó là Luffy cùng bằng Mũ Rơm sẽ đến nơi cuối cùng và tìm được kho báu lớn nhất của vùi tạc Roger để lại. Cái kết này thì sẽ quá dễ đoán và không thực sự đủ thú vị. Có thể Oda sẽ tạo ra một cú twist. Sẽ không chỉ có một bằng mà hai, thậm chí ba bằng sẽ cùng lúc tới đảo cuối cùng và tìm được bí mật về One Piece. Và trận chiến năm xưa như của Rock, Roger và Garp sẽ nổ ra chẳng hạn. Và ba bằng mình nói tới sẽ là tóc đỏ, dâu đen và Mũ Rơm. Câu hỏi của bạn Họ Vũ. Anh ơi, nếu Vegapunk thực sự giúp bằng Mũ Rơm, thì tiến sĩ có giúp Chopper nâng cấp thuốc lên 20 phút được không ạ? Các bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng mình. Việc Vegapunk giúp bằng Mũ Rơm tạm gác lại là có thật hay không? Thì hãy giả sử nó là thật, thì bằng Mũ Rơm sẽ nhận được những quyền lợi gì? Có hai thứ mình lập tức nghĩ tới, đó là tàu Sunny và Frankie. Một bản nâng cấp siêu VIP Pro của anh người máy này sẽ tạo nên một con quái vật thứ 5 trong bằng Mũ Rơm, thì sao nhỉ?
cả con tàu Sunny sẽ được thêm những thiết bị tối tân nhất, chuẩn bị cho hành trình cuối cùng đầy quan trọng sắp tới.